Xuất Ai Cập Ký chương 32 Con bò vàng. Khi thấy đã quá lâu mà Môi-se chưa xuống núi, dân Israel họp quanh A-rôn và nói: Xin ông làm ra một vị thần để hướng dẫn chúng ta, vì không biết có gì đã xảy ra cho Môi-se, người đã đem chúng ta ra khỏi Ai Cập. A-rôn đáp: Hãy tháo các đôi bông tai bằng vàng của vợ, con trai và con gái các ông và đem đến đây cho tôi. Như vậy dân chúng tháo bông tai của họ và đem đến cho Aaron. Ông lấy các món họ đem đến đúc thành một tượng hình bò con và dùng dụng cụ trau chuốt. Rồi họ reo hò: Hỡi Israel, đây là thần của các ngươi đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Khi thấy vậy, Aaron lập một bàn thờ trước con bò con và tuyên bố: Ngày mai chúng ta sẽ tổ chức lễ mừng Chúa. Qua ngày hôm sau, dân chúng dậy sớm, dâng của lễ thiêu và của lễ cầu an, rồi đứng dậy mở cuộc truy hoan. Lúc ấy Chúa phán dạy Môi-se: Con xuống núi đi, vì đoàn dân con đem ra khỏi Ai Cập đã hư hỏng rồi. Chúng đã vội bỏ con đường ta truyền dạy mà làm cho mình một tượng theo hình bò con. Chúng đã quỳ lại trước tượng đó, dâng của lễ cho nó và nói: Hỡi người Israel, đây là thần của chúng ta đã đem chúng ta ra khỏi Ai Cập. Chúa phán tiếp với Môi-se: Ta đã thấy rõ dân này, chúng là một dân cứng cổ. Con để mặc ta, để cho cơn giận ta cháy phừng lên nghịch với chúng, và ta sẽ diệt chúng, rồi ta sẽ làm cho con trở thành một dân tộc lớn. Nhưng Môi-se lại xin ơn huệ của Chúa, Đức Chúa Trời của mình rằng: Lạy lạy Chúa, tại sao cơn giận của Chúa cháy lên nghịch dân Chúa, là dân Chúa đã đem ra khỏi xứ Ai Cập với quyền năng lớn và với cánh tay toàn năng? Tại sao để cho người Ai Cập nói rằng khi đem họ ra, Chúa có ác ý là để cho họ chết trên núi và để xóa sạch họ khỏi mặt đất? Xin Chúa nguôi cơn giận, đổi ý và không giáng tai họa trên dân Chúa. Xin Chúa nhớ lại các tôi tớ của Chúa là Abraham, Isaac và Israel, là những người được Chúa, chỉ chính mình Chúa mà thề rằng: Ta sẽ làm cho dòng dõi các ngươi đông như sao trên trời, ta sẽ ban cho dòng dõi các ngươi tất cả đất đai ta đã hứa với họ, và đất đó sẽ là cơ nghiệp vĩnh viễn của họ. Chúa đổi ý không giáng tai họa trên dân của Ngài như Ngài đã đe dọa. Môi-se quay xuống núi, trong tay có cầm hai bảng giao ước. Hai bảng này viết cả hai mặt, mặt trước và mặt sau. Hai bảng này là việc của Đức Chúa Trời làm. Chữ trên đó là chữ của Đức Chúa Trời và được khắc trên bảng đá. Khi Jose nghe tiếng dân chúng reo hò, liền nói với Môi-se: Có tiếng chiến tranh trong doanh trại. Nhưng Môi-se đáp: Đó không phải là tiếng chiến tranh, cũng không phải là tiếng chiến bại. Tiếng ta nghe là tiếng hát sướng. Khi đến gần doanh trại và thấy bò con với cảnh nhảy múa, Môi-se nổi giận, ném hai bảng đá vào chân núi, làm bể tan tành. Sau đó ông lấy tượng bò con đem đốt trong lửa, rồi ông nghiền tượng nát thành bột, đem bột rắc trên nước và bắt dân Israel uống. Rồi Môi-se nói với A-rôn: Dân này đã làm gì cho anh mà anh dẫn họ vào tội lỗi trầm trọng như thế này? A-rôn đáp: Xin Chúa tôi đừng giận. Chúa đã biết họ là dân có khuynh hướng làm điều ác. Họ nói với tôi: Xin ông làm ra một vị thần để hướng dẫn chúng tôi, vì không biết có gì xảy ra cho Môi-se là người đã đem chúng tôi ra khỏi Ai Cập. Vì vậy tôi nói với họ: Ai có các món đồ bằng vàng thì tháo ra. Họ đem vàng đến cho tôi ném vàng đó vào lửa, và từ đó mà ra bò con này. Môi-se nhận thấy dân chúng phóng đãng vì A-rôn để cho họ buông lung, và họ đã trở thành trò cười cho quân thù. Vì vậy ông đứng
tại cửa vào doanh trại và nói: Ai thuộc về Chúa, hãy đến đây với tôi. Tất cả người Lê-vi tập họp xung quanh Môi-se. Môi-se nói với những người này: Đây là điều Chúa, Đức Chúa Trời của Israel phán. Mỗi người phải đeo gươm bên mình, rồi đi qua đi lại suốt doanh trại từ đầu này đến đầu kia. Mỗi người giết anh em, bạn hữu và láng giềng của mình. Người Lê-vi vâng theo mạng lệnh Môi-se. Và trong ngày đó, có độ 3.000 người chết. Môi-se nói với họ: Hôm nay, anh em đã được biệt riêng ra cho Chúa, chẳng xá chi đến con cái và anh em mình. Vì vậy, Chúa giáng phước cho anh em hôm nay. Qua ngày hôm sau, Môi-se nói với dân chúng: Anh chị em đã phạm một trọng tội, nhưng tôi sẽ lên với Chúa. Có lẽ tôi có thể chuộc tội cho anh chị em. Vậy Môi-se trở lên gặp Chúa và thưa: Chúa ơi, dân này đã phạm tội quá nặng, đã làm cho mình một thần bằng vàng. Nhưng xin Chúa tha tội cho họ, nếu không, xin Chúa xóa tên con khỏi sách Chúa đã viết đi. Chúa đáp lời Môi-se: Ai phạm tội với ta sẽ xóa tên người đó khỏi sách ta. Còn bây giờ, con phải đi dẫn dân Israel đến nơi ta đã bảo con, và thiên sứ của ta sẽ đi trước con. Tuy nhiên, khi thời điểm hình phạt đến, ta sẽ hình phạt dân này vì tội lỗi của họ. Chúa giáng bệnh dịch trên dân Israel vì họ thờ phượng bò con Aaron đã làm ra.